tranh chấp vượt quá 800 triệu đồng. Như vậy ở đây 1 tỷ thì nó sẽ là 36 triệu cộng với 3% nhân với cái giá trị mà chúng ta vượt qua 800, ở đây 1 tỷ thì vượt qua 800 là 200 triệu đúng không? Thì như vậy nó sẽ ra là 42 triệu. Đó. Như vậy đây là cái cách thức để mà các bạn biết được cái mức án phí sơ thẩm tương ứng với một cái giá trị tranh chấp nó sẽ là bao nhiêu. Được chưa? Rồi thì đó là cái để mà chúng ta cái cách thức để mà chúng ta xác định cái mức án phí, đơn giản như vậy thôi. Đơn giản như vậy thôi, không có cái gì quá phức tạp. Được chưa? Và với cái vụ án không có giá ngạch thì như lúc này đã nói với các bạn, đúng không? Dân sự, nhân gia đình, lao động là 300 ngàn, kinh doanh thương mại là 3 triệu. Như vậy đối với cái vụ án là C kiện Daily Home, đúng không? Đây là vụ án không có giá ngạch, do đó là cái mức án phí đối với cái này là bao nhiêu? Là 300 ngàn. Đúng không? Đó. Một mức giá quá rẻ cho một cái cuộc tình, đúng không? Rồi, đó là cái mức án phí. Tiếp theo thì chúng ta tính về cái nghĩa vụ chịu án phí. Ở đây chỉ trình bày cho các bạn thôi, còn cơ sở pháp lý thì các bạn về đọc trong cái nghị quyết 326. Cái này tự tìm, tự đọc, đúng không? Ở đây chúng ta chỉ nắm về cái cách thức hoạt động của nó thôi. Cơ sở pháp lý thì các bạn đọc trong bộ luật tố tụng với là nghị quyết 326 ráp vô. Này là nhiệm vụ của chúng ta. Rồi, về nghĩa vụ chịu án phí thì chúng ta sẽ có cái nguyên tắc chung và một số cái trường hợp cụ thể để xác định cái nghĩa vụ chịu án phí. Thì nguyên tắc chung để xác định nghĩa vụ đó là gì? Này nói rồi, ai thua người đó chịu án phí. Thế thôi. Nguyên tắc chung của chúng ta thì ai thua người đó chịu án phí. Và một cái lưu ý để xác định án phí thì chúng ta phải căn cứ vào trong cái bản án sơ thẩm. Bởi vì là ai thua người đó chịu án phí thì phải có bản án thì mới biết ai thắng ai thua, đúng không? Do đó là phải có bản án thì chúng ta mới tính được án phí. Như vậy ví dụ trong trường hợp này, đúng không? Bây giờ A kiện B đòi nợ 1 tỷ, bây giờ chúng ta phải có bản án sơ thẩm. Ví dụ bản án sơ thẩm là chấp nhận một phần yêu cầu của A. Của A, đúng không? Rồi, buộc B trả cho A 700 triệu. Đó. Như vậy trong trường hợp này án phí sơ thẩm được tính như thế nào? Nghĩa vụ thuộc về ai á? Nghĩa vụ thuộc về ai? Được chưa? Đó. Thì chúng ta xem thử trong vụ án này ai thua thì chúng ta xác định người đó phải có nghĩa vụ chịu án phí. Rồi, chúng ta xem thử coi trong trường hợp này theo các bạn, theo các anh chị thì bây giờ nghĩa vụ chịu án phí sẽ thuộc về ai?
Rồi sao Vy? Dạ thưa thầy, là theo cơ sở pháp lý là khoảng 2 điều 32 nghị quyết 326 thì người có quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật, buộc thôi việc hoặc là người giải quyết khiếu nại thì có quyền thì phải chịu cái mức án phí đó ạ. Nghĩa là sao? Nghĩa là Dạ. trong trường hợp này ai chịu? Dạ thưa thầy, là cái bên mà giải quyết khiếu nại. Ở cái này đâu có giải quyết khiếu nại gì đâu Vi, cái này đang kiện nhau mà. Này Nga nó đang kiện thằng B mà. Đâu có giải quyết khiếu nại gì đâu. Đâu có cái gì bên hành chính đâu mà giải quyết khiếu nại. Dạ vậy em Đâu. nhầm rồi. Em À. Rồi, coi lại cơ sở pháp lý nha. Rồi. Bây giờ trong trường hợp này thì bây giờ ai mình nảy nguyên tắc đó ai thua người đó trả tiền. Đúng không? Vậy thì theo các bạn ai thua? Rồi, thấy mấy cái bàn tay giơ lên là mất tiêu rồi. Sao Phương? là theo em là B phải trả án phí thôi. B trả đúng không? Dạ, Sẽ theo bổ khoản sung cho 2 B. của điều 26 nghị quyết 326 thì bị đơn phải chịu toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm trong trường hợp toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn được tòa Rồi, ok, cảm ơn em. Như vậy là bạn Phương xác định theo khoảng 2 điều 26. Rồi. Có quan điểm khác không? Đọc hết điều 26 chưa? Đọc hết điều 26 chưa? Đọc hết điều 26, nghị quyết 326 đi. Đọc hết đi. Đọc hết đi rồi chúng ta quay trở lại. Sự tiếp sao Ngân Huỳnh? Dạ thưa thầy, là căn cứ vào khoảng 4 điều 26 của nghị quyết 326 thì ở đây A là nguyên đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm tương ứng với phần yêu cầu được tòa án chấp nhận, còn bị đơn ở đây là B thì phải chịu án phí dân sự sơ thẩm tương ứng với phần yêu cầu của nguyên đơn đối với bị đơn được tòa án chấp nhận. Cụ thể trong tình huống này thì sao? Dạ là B, như vậy là A B phải chịu án phí khoản nào và B chịu án phí khoản nào? B cả cái án phí mà tòa chấp nhận phần yêu cầu của A, còn A trả án phí cái phần mà tòa không chấp nhận. Ở đây tòa cái khép giải là B phải trả án phí tương ứng với bao nhiêu? B phải trả là phần chấp nhận là nhiêu? Tính cái Phần được chấp bản tính không 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 cần tính, chỉ cần tính là cái mức mà nó sẽ chịu tương ứng với cái giá trị bao nhiêu thôi, tương ứng với cái giá trị bao nhiêu, cái này ai được chấp nhận bao nhiêu. là chấp nhận 700 triệu. À, như vậy cái phần án phí tương ứng với 700 là B chịu đúng không? Dạ. Còn A Em sẽ tự trả 300 triệu. như vậy ai trả án phí sơ thẩm tương ứng với 300 đúng không? Rồi cảm ơn em. Sao các bạn cái đồng chí khác có ý kiến gì nữa không? Như vậy với cái quy định tại điều 26 nghị quyết 36 thì các bạn sẽ thấy là trong trường hợp này nó diễn dịch cái nguyên tắc ra đó, diễn dịch cái nguyên tắc mà tôi nói với các bạn là ai thua người đó trả tiền á, trả tiền án phí đó. Thì trong trường hợp này theo các bạn ai thua thì ở đây đúng là cả hai đều thua. Đúng không? Bởi vì thằng A nó mong muốn đòi được 1 tỷ đồng mà tòa án chỉ chấp nhận có 700 triệu, như vậy nó vẫn thua chứ, nó đâu hoàn toàn thắng hết đâu. Đúng không? Khi nào nó thắng tuyệt đối có nghĩa là nó tòa án chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nó kìa. Còn ở đây nó vẫn có thua, nó thua bao nhiêu? Nó thua 300 triệu bởi vì cái đây là cái phần mà nó không đạt được. Còn thằng B thì nó cũng là thua, thua bao nhiêu? Thua 700 bởi vì cái phần này là cái phần nó phải trả cho thằng A theo cái bản án của tòa. Đúng không? Và nó được cụ thể tại cái khoảng 4 điều 26 mà bạn Ngân Huỳnh nói rất là chính xác đúng không? Đó, nguyên đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm tương ứng với phần yêu cầu không được tòa án chấp nhận. Bị đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm tương ứng với phần yêu cầu của nguyên đơn đối với bị đơn được tòa án chấp nhận. Đó. Như vậy ở đây cái nguyên tắc
mà ai thua người đó trả tiền. Chúng ta có thể khái quát lên theo đúng cái quy định một chút nữa, đó là cái gì? Đương sự nào yêu cầu thì phải chịu án phí tương ứng với giá trị phần yêu cầu không được tòa án chấp nhận, đúng không? Đương sự yêu cầu thì phải chịu án phí tương ứng với giá trị mà tòa án không chấp nhận, đúng không? Còn đương sự bị yêu cầu thì phải chịu án phí đối với giá trị yêu cầu mà được tòa án chấp nhận, đúng không? Ở đây mình bàn là đương sự yêu cầu và đương sự bị yêu cầu thôi. Bởi vì trong một vụ án thì nó có thể có ba đương sự: nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Và ba đương sự này đều có thể đưa ra yêu cầu hết, đúng không? Chẳng hạn đối với yêu cầu khởi kiện thì đương sự nào là đương sự yêu cầu? Là nguyên đơn. Đương sự bị yêu cầu là bị đơn. Nhưng đối với yêu cầu phản tố của bị đơn thì đương sự đưa ra yêu cầu thì lại là bị đơn. Còn đương sự bị yêu cầu thì lại là nguyên đơn, đúng không? Còn yêu cầu độc lập thì cái đương sự yêu cầu thì nó lại là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Còn đương sự bị yêu cầu thì nó có thể là nguyên đơn hoặc bị đơn hoặc là cả hai, đúng không? Do đó ở đây là mình khái quát cái điều 26 lên là chỉ là đương sự nào yêu cầu thì phải chịu án phí đối với giá tương ứng với cái giá trị phần yêu cầu không được tòa án chấp nhận, phần nó thua đó. Còn đương sự bị yêu cầu thì phải đóng án phí trên cái giá trị yêu cầu được tòa án chấp nhận, đúng không? Đó. Như vậy ở đây thì thằng A nó yêu cầu 1 tỷ, nó được chấp nhận 700 thì nó phải trả án phí tương ứng với 300 triệu. Thằng B thì phải chịu án phí tương ứng với cái phần mà yêu cầu được chấp nhận thì là 700. Sau đó chúng ta lấy cái phần này ráp vào bảng tính, đúng không? Thì chúng ta sẽ biết cái số tiền chính xác mà B hoặc và A phải trả là bao nhiêu. Rồi ráp vô tính giùm tôi thử coi. Ráp vô bảng tính giùm tôi cái coi. Cho một cái kết quả thử coi. Sao quý? Dạ thưa thầy, là B phải trả án phí là 32 triệu ạ. 32 triệu. Rồi. Trả 15 triệu ạ. A trả 15 triệu. Như vậy là B thì nó sẽ thuộc cái điểm nào ta? Điểm C hả? Này thì điểm C đúng không? Từ 400 cho tới 800. Rồi 20 triệu cộng với 4% của phần vượt qua 400 là 20 cộng với 4 nhân 4% nhân 312 ở 32 triệu đúng không? Còn A thì đóng trên áp dụng điểm B thì là 5% 5 với 300 là 15. Rồi ok. Như vậy thì trong trường hợp này B phải đóng án phí tương ứng với 700 triệu thì ráp vào bảng tính. Đúng không? Các bạn sẽ tính ra là 32 triệu. Còn A thì đóng tương ứng với 15 triệu. Đóng tương ứng với 15 triệu. Vậy từ chỗ này thì các bạn có thấy được cái vấn đề gì không? Các bạn có thấy một cái gì đó nó hơi kỳ kỳ không? Sau khi mà học tới khúc này, thấy cái gì đó hơi kỳ kỳ. Ai thấy cái gì đó hơi kỳ kỳ không?
Đâu, có ai phát hiện ra cái gì không? Không phát hiện ra hả? Hồi nãy các bạn sẽ thấy là 1 tỷ mà chúng ta tính cái án phí nó sẽ là bao nhiêu? 42 triệu, hồi nãy mình tính đúng không? Bây giờ các bạn cộng hai cái khoản này lại thì các bạn sẽ thấy nó chênh lệch nè. 32 cộng 15 nó tới nhiêu? 47 triệu. Đó. Còn nếu chúng ta ráp 1 tỷ vô thì nó lại là chỉ có 42 thôi. Nhưng nếu chúng ta tách ra 700 của B và 300 của A thì nó là tổng số tiền nó lại nhiều, nhiều hơn. Do đó là khi các bạn tính cái án phí thì các bạn lưu ý là chúng ta tính cái án phí cho riêng từng đương sự. Cho riêng từng đương sự. Được chưa? Chứ đừng có tính cái án phí là cho 1 tỷ xong là lấy phần trăm. Có nhiều bạn đôi khi quên, cứ lấy 1 tỷ tính ra là 42 triệu, sau đó nói rằng là A 300 thì A chịu 30%, B 700 thì B chịu 70%, rồi nhân vô cái số đó là nó sai đó. Đúng không? Tính là lưu ý, tính trên cái giá trị của từng đương sự, tính nghĩa vụ cho từng đương sự. Được chưa? Lưu ý chỗ này chút xíu. Rồi. Đó là cái nguyên tắc chung của chúng ta. Đúng không? Ai thua người đó trả tiền. Và nhớ là tính cho từng yêu cầu. Lưu ý án phí là tính cho từng đương sự và tính cho từng yêu cầu. Nghĩa là như lúc này đã nói, trong một vụ án nó có thể có yêu cầu khởi kiện, yêu cầu phản tố, yêu cầu độc lập. Và ba cái yêu cầu này về nguyên tắc đó là ba cái vụ án nhỏ trong một cái vụ án lớn. Do đó là khi tính án phí, tòa án không tính riêng. Đối với yêu cầu khởi kiện thì nguyên đơn chịu bao nhiêu, bị đơn chịu bao nhiêu. Đối với yêu cầu phản tố thì án phí là bao nhiêu, đối với yêu cầu độc lập thì án phí là bao nhiêu, rồi tổng hợp lại. Chứ không có gom chung khấu trừ gì hết đâu nha, tính lần lượt từng yêu cầu một. Tương tự như vậy, nếu nguyên đơn nó có thứ ba yêu cầu khởi kiện thì cũng tính riêng cho từng yêu cầu khởi kiện luôn. Đúng không? Yêu cầu thứ nhất, yêu cầu thứ hai, yêu cầu thứ ba, án phí như thế nào thì tùy thuộc vào cái phán quyết của tòa là chấp nhận hay không, hay không chấp nhận, chấp nhận bao nhiêu phần trăm, kiểu kiểu như vậy. Được chưa? Rồi, đó là cái nguyên tắc chung để mà chúng ta xác định cái nghĩa vụ chịu án phí. Thứ hai là một số cái trường hợp đặc biệt, một số cái trường hợp cụ thể, một số cái nguyên tắc ngoại lệ, một số cái trường hợp ngoại lệ. Thì cái trường hợp ngoại lệ đầu tiên thì các bạn lưu ý rằng đối với vụ án ly hôn, đối với vụ án ly hôn thì thằng nguyên đơn luôn phải là thằng đóng án phí sơ thẩm, không phân biệt là tòa án chấp nhận hay không chấp nhận yêu cầu. Như vậy trong trường hợp này, xe kiện để ly hôn thì cái án phí 300 ngàn này chắc chắn là C phải là người chịu, không cần phải quan tâm nữa. Đúng không? Cho dù là tòa án chấp nhận yêu cầu ly hôn hay bác yêu cầu ly hôn thì thằng C đều phải chịu án phí 300 ngàn hết. Được chưa? Lý do vì sao? Thì chúng tôi hay nói vui là cái này là chế tài đánh vô cái thằng yêu cầu ly hôn để hạn chế cái vấn đề ly hôn. Đúng không? Đó, thì một số bạn sẽ nghĩ trong đầu là có 300 ngàn mà suy nghĩ cái gì, đúng không? Đó, 30 triệu, 300 triệu thì còn suy nghĩ, chứ còn có 300 ngàn thì cần gì phải suy nghĩ. Đó. Tuy nhiên là nếu mà chúng ta tăng cái tiền án phí sơ thẩm ly hôn lên đó, thì đôi khi nó vi phạm cái quyền con người nha các bạn. Đúng không? Mình tăng lên 3 triệu, tăng lên 30 triệu thì nó là một cái con số tương đối lớn đó, và nó sẽ có khả năng là một số người người ta không có đủ điều kiện để ly hôn. Mặc dù là cái hoàn cảnh là cần phải ly hôn nhưng người ta lại không thể ly hôn vì thiếu tiền, thì nó lại thuộc cái trường hợp vi phạm quyền con người, thì nó là không tốt. Rồi, trường hợp đặc biệt thứ hai, trường hợp ngoại lệ thứ hai đó là trong các vụ án về chia thừa kế và chia tài sản chung. Ví dụ A kiện B chia thừa kế là căn nhà trị giá 2 tỷ đi, đó, có C là đồng thừa kế nữa. Rồi, bản án sơ thẩm chia, đúng không? Chia một hồi thì chia cho A bao nhiêu? 1 tỷ, chia cho B 600, kiểu như vậy. Và chia cho C là 400, đó, giá trị tương ứng. Thì các bạn lưu ý rằng đối với những cái tranh chấp về chia thừa kế và chia tài sản chung thì chúng ta không áp dụng cái nguyên tắc là ai thua người đó trả tiền, mà chúng ta áp dụng theo cái trường hợp đặc biệt, đó là ai nhận được bao nhiêu thì đóng án phí trên cái phần mà mình nhận được.
đối với chia thừa kế và chia tài sản chung nhé. Ví dụ như là trong trường hợp này A nhận được 1 tỷ thì án phí sơ thẩm A phải đóng lấy 1 tỷ ráp vô. Đúng không? Hồi nãy mình ráp đó 42 triệu. Rồi B nhận được 600 thì án phí sơ thẩm mà B phải đóng là bao nhiêu đó ráp vô. Rồi C 400 án phí sơ thẩm ráp vô. Rồi hình dung chưa? Như vậy thì đó là một số cái trường hợp đặc biệt của chúng ta, đúng không? Đó là đối với vụ án ly hôn, đúng không? Nhắc lại thì thắng thua thì nguyên đơn cũng phải đóng. Thứ hai là đối với chia thừa kế, chia tài sản chung thì lúc này ai nhận được bao nhiêu thì chúng ta sẽ đóng án phí trên cái phần mà mình được nhận. Được chưa? Rồi đó là cách thức để mà chúng ta xác định cái nghĩa vụ đóng án phí sơ thẩm. Rồi tới khúc này thì hình dung được chưa? Nó đơn giản thôi, nó cũng không quá phức tạp đâu, nhưng mà đôi khi là nó cũng hơi đặc biệt là đối với những bạn mà chúng ta không thích tính toán thì nó cũng là hơi lăn tăn chút xíu. Rồi tới khúc này thì chúng ta hình dung được chưa? Có vấn đề gì nữa không? Ổn chưa? Rồi đúng không? Ok, vậy thì chúng ta đi qua phần tiếp theo. Tiếp theo thì là án phí phúc thẩm. Án phí sơ thẩm xong rồi tới án phí phúc thẩm thôi. Thì tương tự như vậy thì đối với án phí phúc thẩm thì chúng ta cũng có hai vấn đề. Một là mức án phí và thứ hai là nghĩa vụ chịu án phí là bao nhiêu. Thì đầu tiên đối với mức án phí thì đối với phúc thẩm thì chúng ta không quan tâm vụ án có hay không có gián ngạch nữa, mà chúng ta phân biệt dựa theo cái loại tranh chấp. Đối với tranh chấp về dân sự, hôn nhân, gia đình, lao động thì là 300.000, đúng không? Đối với kinh doanh thương mại thì là 2 triệu cho một cái vụ án ở cái cấp phúc thẩm, thế thôi, không quan tâm tới giá trị tranh chấp nữa. Đây là loại vụ án thôi, đúng không? Do đó bây giờ ở sơ thẩm thì tôi có kiện các bạn, tôi đòi 10 tỷ thì tính án phí sơ thẩm là 1 triệu. Nhưng nếu lên phúc thẩm thì mức án phí nó cũng chỉ là 300 ngàn cho một vụ, kiểu như vậy. Đó là mức án phí, được chưa? Nó tính chung, do đó cái án phí phúc thẩm thì chúng ta xác định tương đối dễ. Tiếp theo là nghĩa vụ chịu án phí phúc thẩm là ai phải chịu. Thì nó sẽ có hai trường hợp, một là người kháng cáo đóng, đương sự kháng cáo đóng, và thứ hai là nhà nước tự chịu. Thì khi nào thì người kháng cáo sẽ phải đóng án phí phúc thẩm và khi nào thì nhà nước phải tự chịu trong cái khoản này? Thì phúc thẩm hôm trước cũng đã giới thiệu với các anh chị, phúc thẩm là cấp xét xử thứ hai và nó là cấp xét xử lại. Và nếu như các đương sự mà chúng ta không đồng ý với bản án sơ thẩm thì chúng ta có quyền kháng cáo để tòa án cấp phúc thẩm chúng ta xét xử lại. Vậy thì khi nào thì người kháng cáo sẽ phải chịu án phí phúc thẩm? Thì nếu như mà tòa án cấp phúc thẩm thấy rằng là tòa án cấp sơ thẩm xử vật như vậy là đúng rồi, không có gì sai hết, thì đồng nghĩa với việc là chúng ta là đương sự, chúng ta kháng cáo là cái kháng cáo đó là kháng cáo tào lao, kháng cáo không có đúng, đúng không? Như vậy lỗi là lỗi của người kháng cáo. Lúc này người kháng cáo sẽ phải chịu án phí phúc thẩm. Nói một cách khác, nếu như tòa án cấp phúc thẩm giữ nguyên bản án quyết định sơ thẩm thì người kháng cáo sẽ phải đóng án phí phúc thẩm. Bởi vì lúc này anh kháng cáo sai. Ngược lại, nếu như mà tòa án cấp phúc thẩm thấy rằng tòa án cấp sơ thẩm xử sai, đồng nghĩa với việc là chúng ta kháng cáo đúng. Đó, lúc này là tòa án cấp phúc thẩm có thể là hủy án này, hủy án sơ thẩm này để xét xử lại, hoặc là sửa án này, đúng không? Đó, thì lúc này người kháng cáo không phải đóng và khoản này nhà nước tự chịu.
về cái án phí phúc thẩm. Nói là chính xác là người kháng cáo không phải đóng đấy, đúng không? Vậy dễ hiểu hơn thì nhà nước cái này tự chịu đi, kiểu kiểu như vậy để anh chị hình dung nôm na hơn đó. Đó, nhắc lại như vậy thì đối với nghĩa vụ chuyển phí phúc thẩm thì nó chia là hai trường hợp. Nếu như tòa án cấp phúc thẩm mà thấy rằng tòa án cấp sơ thẩm xử đúng và giữ nguyên bản án quyết định sơ thẩm thì người kháng cáo sẽ phải đóng án phí phúc thẩm. Ngược lại, nếu như tòa phúc thẩm thấy rằng tòa sơ thẩm xử sai và sửa án hoặc là hủy án sơ thẩm thì lúc này người kháng cáo không phải đóng, nhà nước tự chịu, đúng không? Ai có lỗi thì mới phải đóng, đúng không? Người kháng cáo, người ta kháng cáo đúng rồi thì người ta đâu phải đóng cái án phí này phúc thẩm nữa, được chưa? Rồi thì đó là cái nghĩa vụ chịu án phí phúc thẩm của chúng ta, được chưa? Rồi xong phần thứ hai, đó là các loại án phí sơ thẩm và án phí phúc thẩm. Rồi chúng ta nghỉ giải lao chút xíu rồi lát nữa chúng ta vô tiếp tục để các anh chị chúng ta hồi hồi lại chút xíu.